Đây, cũng đúng rồi các bạn. Thổi máy băng nha. Thổi máy băng á. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy băng đó sẽ liên hệ mình gửi máy băng qua cho, đánh dòng máy băng này đánh rất là hiệu quả nha anh em, đánh cái nướng rất hiệu quả cũng một mớ là cũng do băng nữa chứ không phải là do máy băng không đâu, cũng do băng hay hay băng dở nữa. Mà nếu mà băng hay mà máy dở cũng không, mà máy dở băng hay cũng như không, băng máy phải là máy mới đàng hoàng, băng mới đàng hoàng. Anh em nào có sử dụng đó xin liên hệ mình. Còn chích đó thì thổi thẻ, quắt thổi thẻ, ốc cao thổi thẻ, cái nào thổi thẻ được thổi thẻ. Tại vì ba con đó thổi thẻ đi mạnh. Còn mấy con kia thì thổi băng. Nè anh em, những dòng máy này thổi nè anh em. Tôi cũng mới về à. Thấy không? Máy về tới luôn đó. Đây nè. Cái dòng máy thổi rất là hiệu quả nha anh em. Mới toàn bộ, mình nó mới là mới nha anh em, cũ rồi hoàn rồi anh em. Anh em cũ mới vậy anh em nhìn cái máy mạch biết tại sao lâu lâu mình để nó đầy bụi nó bay vô, nó dính rất là nhiều anh em. Tại mình chuyên bên ngành băng cassette, băng hồi xưa. Đây băng nè anh em. Rất là nhiều những thể loại băng máy sang, nhiều hàng nó sẽ gửi đó. Còn đó cái máy sang kìa nè anh em, có nhu cầu đó xin liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0964 222 204. Nếu mà điện số không được thì điện lại con số là 0167820186. Rồi xin chào anh em nha.